Rồi xin chào các bạn thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và xem cái phần mềm mô phỏng à, mới cập nhật của cục đường bộ Việt Nam, phần mềm à, mô phỏng 120 tình huống phiên bản V2.0. Đây là một số các à, hướng dẫn chung này. À, đây có một số th các thông báo về thông tin hoặc là thông tin chung. Thế sẽ có một số thay đổi ở trong cái phần mềm à, thi à, mô phỏng tình huống 120 tình huống đó đây là những cái uh, thay đổi thì các bạn nào mà muốn uh, uh, đọc những cái thay đổi này thì chúng ta chúng ta có thể là uh, download cái file này về và uh, đọc cho nó chi tiết hơn ở đây nó có một số thay đổi này đây tình huống này hoặc là có cái uh, mũi tên đi qua đi lại hoặc là số báo danh này nữa này uh, thời gian chờ là mười giây đó có một số thay đổi này, lưu ý này các phần mềm sát hạch và phần mềm uh, quản trị cần được nâng cấp đồng bộ lên phiên bản v 2.0 phần mềm sát hạch uh, v1.2.3 không làm việc được với phần mềm quản trị v 2.0 này nha. thì các bạn lưu ý nha. ở trang chủ các bạn muốn đào về thì chúng ta có thể vô trang chủ là trang thông tin giấy uh, phép máy xe chúng ta vô phần mềm mô phỏng tình huống giao thông này chúng ta đào lấy có một số link chúng ta đào về Đào về chúng ta có mật khẩu giải lén ấy, chúng ta giải nén nó ra thế ví dụ đây mình sẽ đào về rồi à, cái link này thì mình sẽ copy và đặt dưới cái phần mô tả cái clip này thì các bạn nào muốn uh, uh, tải về hoặc là sử dụng để chúng ta học thì các bạn có thể tải về đây là mình đã tải về rồi sau khi giải nén thì nó sẽ được như thế này ngày trước thì mình có một số cái phần mềm ví dụ như là một v 1 2 3 nhưng mà à, sắp tới thì cái phần mềm này sẽ không còn sử dụng được nữa và tiếp tục là phần 120 tình huống phiên bản V2 này nha đây mình đã đào và, và giả nén được rồi nè ta ấn giờ chúng ta cài đặt đây mình sẽ cài đặt à, ấn nét ở à, này thì nó cũng tương tự giống như là cái V1.2.3 gì đó chúng ta ấn nét thôi để cho nó cài đặt ở các phần mềm hỗ trợ để cho nó hỗ trợ chạy cái phần mềm mô phỏng 120 tình huống này có thể là mình sẽ tua nhanh cái phần này uh, cho các bạn xem những cái thao tác thì nó giống như là v1.2.3 thôi thì ấn nét 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 thôi yeah, tiếp tục nên nhấn nét đây là cái đường uh, uh, lơi lưu cái uh, file cài đặt này nét. Ta nhấn uh, cài đặt À, quá trình cài đặt đang diễn ra Rồi, quá trình cài đặt đã xong Bây giờ mình nhấn uh, Thành công ấy nhá giờ mình sẽ ra mình kiếm cái phần mềm Đây Ôn tập à, là nhấn đúp vô Rồi mình sẽ kiểm tra cái thông tin Về cái bản quyền à, Phiên bản 2.0.0 Rồi Thử xem nó có khác gì so với uh, đây giao diện thì cũng khó khác nha 10 giây nha các bạn đây đang 10 giây này đây là tình huống đi bộ sang đường rồi à cái ông này ông này các bạn xem thấy không Thức quen không cái ông đấy là hồi trước là cái 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 áo của ông là màu trắng bây giờ ông thay áo mới rồi thành màu đỏ phần mềm 120 tình huống v2.0 có những thay đổi như sau thứ nhất đó, là điều chỉnh đồ họa các tình huống này thứ hai là chuyển các tình huống thực tế thành video 3D thứ ba là kéo dài thời gian mốc từ không điểm đến năm điểm và thứ tư là thay đổi các tính năng về phần mềm cái đồ họa thì nó sắc nét hơn bây giờ mình thử vô cái phần mà uh, thi thử nha vô mình thi thử này uh, mình ấn vô uh, thi thử rồi mình ấn phím play này uh, mình nhập số bay số danh vô số báo danh đây có thể là mình nhập uh, đang học thì gọi là tượng trưng thôi nhưng mà lúc mà thi thì các bạn nhập số báo danh của bạn vô à, rồi bắt đầu thi này thời gian chờ thì mười uh, 10 giây đó. đó. thấy cái đèn sáng hơn đúng không đó, thi à. Rồi, à, các bạn hãy đeo cái phần mềm này về và cài đặt vô máy của các bạn để chúng ta học theo cái, uh, cái phiên bản mới này nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha.